Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krombok. Trong chương trình hôm nay của chúng tôi, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Krombok tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Krombok khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2019 của các đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội cựu thanh niên xung phong, Liên đoàn Lao động huyện và Hội khuyến học xã E Ngai. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 26 tháng 12, Huyện ủy Krombok đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 15 nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, ban nội chính, ban tổ chức và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy đã nêu mục đích, ý nghĩa quan trọng của hội nghị, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận phân tích những kết quả, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, từ đó đề ra biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Thực hiện nghị quyết năm 2018, Đảng bộ huyện Krombok tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt kết quả đáng khích lệ. Nền kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, có 17 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, duy trì và đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hệ thống chính trị tiếp tục củng cố và kiện toàn. Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện tốt vai trò giám sát, mặt trận, đoàn thể tích cực trong các hoạt động tuyên truyền, vận động hướng về cơ sở. Về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong năm qua công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, thường xuyên củng cố, kiện toàn và bổ sung kịp thời cấp ủy Đảng các cấp nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo. Kết quả phân tích chất lượng năm 2018 về cá nhân có 2.383 đảng viên được phân loại, trong đó 13,6% đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81,11% đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4,52% đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, 0,77% đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Về tập thể, có 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 21,43%, có 18 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 64,29%, có 4 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt 14,28%. Đại biểu tham dự được nghe Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo nghị quyết năm 2019. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận. Qua đó, các đồng chí tiến hành phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong năm 2018, đồng thời bổ sung vào dự thảo nghị quyết nhiệm vụ năm 2019. Cũng tại hội nghị tổng kết, Huyện ủy Krombok đã thông qua quyết định tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2014 đến 2018. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Krombok khóa 11 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Y Biên Y Ê, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy. Thưa quý vị đại biểu, năm 2018 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong chính trị lãnh đạo, Bộ Huyện ủy, giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện, sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Ủy ban Nhân dân huyện cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các ngành các cấp, các doanh nghiệp và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trên địa bàn đã tập trung thực hiện các giải pháp và kết quả đề ra. Tình hình kinh tế của huyện tiếp tục duy trì và tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, tái cơ cấu kinh tế đạt một số kết quả tích cực, văn hóa xã hội có bước tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện Krombok tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại tại kỳ họp này. Hội đồng nhân dân huyện cần tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong thực thi nhiệm vụ của các ngành các cấp để có biện pháp khắc phục kịp thời. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, kỳ họp 7 khối lượng công việc rất lớn.
nhiều nội dung quan trọng trong thời gian qua thường được hội đồng nhân huyện, các ban của hội đồng nhân huyện cùng với ủy ban nhân huyện và các phòng ban ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã tích cực phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp được tiến hành đúng chương trình tiến độ, góp phần đem lại sự thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi và tin tưởng của cử tri và nhân dân các dân tộc của huyện. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân huyện khóa 11. Xin trân trọng cảm ơn. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực như nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, kết quả thực hiện thu chi ngân sách, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ibn Ie, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của huyện Krông Búc đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đề nghị trong năm 2019, huyện Krông Búc cần tập trung phát huy thế mạnh hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là biện pháp thu tài chính, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huy động nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2019, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Krông Búc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị và các đại biểu. Đồng chí cũng đề nghị ngay sau kỳ họp này, các đại biểu phải kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Krông Búc năm 2019. Vào chiều ngày 25 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong năm qua, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã chủ động sáng tạo trong việc cụ thể hóa các chương trình, chỉ thị, nghị quyết và triển khai thực hiện phù hợp với tâm tư nguyện vọng phụ nữ và điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự gắn kết giữa các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của hội với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có xác định các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2018 để tập trung chỉ đạo, Ban chấp hành hội hai cấp thường xuyên phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương. Đội ngũ ủy viên ban chấp hành hội nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ hội. Cùng với đó, huyện hội đã làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, hội triển khai có chiều sâu, đạt hiệu quả. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch triển khai sâu rộng ở cơ sở, được cấp ủy chính quyền đồng tình ủng hộ. Hình thức tuyên truyền đổi mới rõ nét thông qua khai thác các nguồn lực, xây dựng mô hình giúp từng hội viên phụ nữ biểu dương nhân rộng, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, kiện toàn, củng cố hội viên nòng cốt được quan tâm, chú trọng. Đồng thời đề ra giải pháp đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động gắn với thực hiện chức năng đại diện của hội, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông Búc đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ hai cấp huyện Krông Búc trong năm 2018. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng rằng phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở sẽ có nhiều phong trào thiết thực hơn nữa, thúc đẩy phong trào cấp cơ sở ngày càng phát triển. Kết thúc hội nghị, ban tổ chức đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Vào sáng ngày 26 tháng 12, tại hội trường mặt trận đoàn thể huyện Krông Búc, Hội cựu thanh niên xung phong của huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống, lực lượng cựu thanh niên xung phong Việt Nam, trong năm 2018, cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong huyện Krông Búc đã đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội đề ra,
cán bộ hội viên luôn an tâm và kiên định lập trường vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Hiện nay tổng số hội viên trong toàn hội là 223 hội viên. Hội đã thực hiện tốt việc thăm hỏi động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ Tết, ốm đau, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và thông qua quyết định tặng bằng khen của Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong cho ông Lê Xuân Ý, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Krông Búc, và giấy khen của tỉnh hội, huyện hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Krông Búc năm 2018. Vào chiều ngày 26 tháng 12, Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Đến dự với hội nghị có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc cùng đại diện 63 công đoàn cơ sở trực thuộc. Năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc và các công đoàn cơ sở đã chủ động tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ viên chức lao động. Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết. Các nghị quyết và chỉ thị của công đoàn cấp trên đã được các công đoàn cơ sở cụ thể hóa bằng hành động và việc làm cụ thể, tổ chức phát động các phong trào thi đua tháng công nhân, sôi nổi thực hiện hiệu quả, vận động cán bộ viên chức tham gia các cuộc vận động ủng hộ lớn của ngành và của huyện, kịp thời thăm hỏi đối với cán bộ viên chức lao động ốm đau bệnh tật, động viên cán bộ viên chức lao động vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ xây dựng được 3 ngôi nhà mái ấm công đoàn để giúp đỡ cán bộ, viên chức và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Thường trực Huyện ủy Krông Búc đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công đoàn huyện trong năm qua. Các đồng chí cũng đã bày tỏ tin tưởng phát huy những thành tích đạt được, công đoàn từ huyện đến cơ sở sẽ có những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hơn nữa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác công đoàn năm 2018. Vào sáng ngày 25 tháng 12, Hội Khuyến Ngọc xã Anh Ngai cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Đến dự với hội nghị có đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện, cùng đại diện các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã. Công tác khuyến học khuyến tài là một trong những phong trào thiết thực để tôn vinh những tấm gương điển hình của học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, để có nguồn kinh phí khen thưởng kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ để các em phấn đấu hơn trong học tập. Hội khuyến học xã Anh Ngai đã tuyên truyền, vận động và nhận được sự đóng góp của các mạnh thường quân, các đơn vị doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để gây quỹ. Qua đó, chi hội khuyến học hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Anh Ngai ủng hộ chi hội khuyến học trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 5 triệu đồng để trao học bổng và 20 triệu đồng cho nhà trường mua sách và trang thiết bị cho thư viện, phòng đọc. Chi hội khuyến học hợp tác xã Công Bằng Thuận Phát đã ủng hộ chi hội khuyến học trường tiểu học Tôn Đức Thắng số tiền 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường. Bên cạnh đó, nhiều chi hội khuyến học và mạnh thường quân cũng đã đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Phát biểu tại buổi tổng kết, lãnh đạo xã đã cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị và các mạnh thường quân đã quan tâm và đóng góp nguồn quỹ cho hội khuyến học xã, để từ đó hội khuyến học xã kịp thời khen thưởng, tuyên dương các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Tại buổi lễ, hợp tác xã Công Bằng Thuận Phát đã trao 2 xe đạp và 200 cuốn vở cho học sinh nghèo vượt khó. Hội khuyến học xã Anh Ngai cũng đã trao 3 xe đạp và vở cho học sinh nghèo vượt khó. Cùng với đó, hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Anh Ngai và công ty cà phê 15 đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo của xã. Đây là những phần quà mang ý nghĩa thiết thực để các em được tiếp tục học tập tốt, góp phần xây dựng phong trào học tập xã nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.